Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Ẩm thực Kỳ Duyên. Và đây là vòng đầu tiên, là vòng tâm giao. Ở vòng này luật chơi đó chính là 3 phút cho mỗi cuộc trò chuyện. Và chúng ta sẽ tìm ra những điểm tương đồng về gu ẩm thực của cả hai. Và dĩ nhiên Nhất Khanh sẽ là người chọn chàng trai đầu tiên mà bạn ấy muốn trò chuyện. Sau đó cứ lần lượt như vậy đến chàng trai cuối cùng. Chàng trai nào không đồng cảm được với Nhất Khanh, dĩ nhiên bạn ấy sẽ không thể nào tiếp tục tặng tấm vé để bước tiếp vào vòng 2 được. Và chàng trai ấy phải nói lời chia tay với chúng tôi, cũng như là món ăn của bạn ấy sẽ không được thực hiện. Khá căng thẳng nha. Em Mai ơi, bây giờ thì em lựa chọn bạn trai nào để nói chuyện đầu tiên với em? Em muốn hỏi với mẹ không? Em hỏi ý kiến mẹ em được không ạ? Được, dạ, được, xin mời ạ. Bây giờ cái gì nó nói là màu đỏ là một chiến thắng. Thôi dạ, con đừng màu đỏ chết đi ha. Dạ. Rồi, bây giờ thời gian 3 phút bắt đầu. Anh tên là Dương Anh Tuấn và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh gốc ở Phú Yên. Em thích những món ăn miền Tây. Đúng vậy rồi. Là chắc chắn là em sẽ thích đồ ngọt. Đúng rồi. Ngoài ra thì những vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, em thích những vị nào nữa? Em thích vị chua và vị mặn. Giống anh. Wow. Vậy thì cho anh hỏi đó là em có thích ăn ớt không? Em không ạ. Em không ăn ớt được. Em ghét ăn ớt lắm. Me too. Dạ. Rồi. Vậy em có thích vừa ăn vừa nói chuyện không? Em không ạ. Ồ. Thôi bây giờ anh nói cho em nghe về cuộc sống hàng ngày và tính cách của anh hơn cho em biết được không? Tính cách của anh đó là nói nhiều, đôi khi hơi bị xàm. Dạ. Anh rất là tăng động. Nhưng mà đôi lúc anh sẽ bị tự kỷ. Đúng rồi. Nhưng mà mấy người mà tăng động như bọn mình á, thường sẽ có những lúc mà deep lắm, deep hơn người bình thường luôn á. Dạ, nhiều khi deep quá kéo không lên. Đúng rồi, kéo không nổi. Thường thì anh hay thích nấu món gì ạ? Anh thường nấu cơm. À, cơm là anh luôn luôn nấu với bắp. Bắp thứ nhất là thơm, thứ hai là có nhiều chất xơ tốt tiêu hóa, tại vì anh là bị đau bao tử cho nên là anh kèm vào. Tôi tốt lắm, tôi tốt lắm. Chắc kết thúc bằng nhảy tặng em cái đi ha. Dễ thương quá. Nào, Nhất Khanh, kế tiếp ạ. Em xin chọn anh Khải ạ. Mời bạn anh Khải. Hello anh Khải. 3 phút bắt đầu. Anh là Ngô Đình Khải và anh đang là sinh viên ngành bếp. Và anh cũng đang làm bếp luôn. Món sở trường của anh là gì ạ? Món sở trường của anh hả? Đậu Thái. Thật không? Là em thích ăn đồ hải sản không? Em cũng hơi hơi, em thích ăn cua Cà Mau. Thích ăn tôm tích, thích ăn các loại hải sản khác, ví dụ là mực này. Em cũng hơi hơi. Wow. Như cái kiểu này nọ, thích lắm. Em hãy về đội anh, mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn. Thế thì cho em hỏi là nếu mà anh có một người bạn gái thì anh thích mẫu con gái như thế nào? Như em càng tốt, như em càng tốt. Dạ, hết thời gian. Chào chào kế tiếp ạ. Em chọn anh Hiển ạ. Hiển, xin mời bạn. Xin mời bạn Thế Hiển. Thời gian 3 phút bắt đầu. Chào em, anh tên là Trần Thế Hiển và mọi người thường gọi anh là Tony. Và anh rất là đam mê ẩm thực và du lịch. Anh có thể đi bất cứ nơi đâu mà anh có thể quyết định trong vòng 5 phút. Anh cũng là người miền Tây. Ồ, anh là... đến từ đâu ạ? Anh đến từ Tiền Giang. Ồ. Và đặc biệt là theo như từ nãy giờ em trò chuyện với hai bạn trước á, thì anh cảm thấy là cái gu ăn uống của em cũng khá là hợp với anh. Tại vì anh cũng bị bao tử, anh sẽ không được ăn cay được, anh chỉ ăn được the thôi. Và anh cũng rất là thích ăn ngọt. Công việc của em là ca sĩ, rất là bận rộn. Em có thích trở về nhà để ăn cơm với gia đình mình không? Hay dạ, là... câu trả lời là luôn luôn là có. Thì anh cũng rất là thích điều đó. Hồi nãy anh xem clip của em, anh rất là cảm động. Dạ. Kiểu như anh đã bị thiếu thốn tình cảm rất là lâu, nên là anh xúc động. Mỗi lần thấy ai ăn cơm với gia đình là anh rất là khao khát được ăn một bữa cơm gia đình. Dạ. Câu chuyện của anh thì em có thể thấy được anh là một người khá là kiểu ra đời sớm, cho nên là sẽ có những cái suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi của mình. Em rất là thích một cái tính cách của anh khá giống với em, chính là thích là nhích. Anh bảo là anh thích du lịch là đi luôn, cũng như việc là em thích làm cái gì đó là em sẽ làm luôn, là cái em rất là thích. Vậy thì cho em hỏi là nếu mà trong tình yêu thì anh sẽ là một người như thế nào? Nói chung là mình phải tôn trọng lẫn nhau. Ok.
Cảm ơn bạn, hết thời gian rồi. Và thời gian cuối cùng ạ. Mời bạn Quốc Thịnh. Một ca sĩ. Anh tên là Thịnh, hiện tại thì anh đang là thành viên của một nhóm nhạc. The Air. Yes. Em với cả anh là cùng xuất phát giống nhau, là đều là nhóm nhạc á, thì em muốn hỏi là anh có ngại yêu người cùng làm nghệ sĩ giống như anh không ấy ạ? Thật ra thì anh nghĩ mình nên tìm hiểu một bạn có chung cái sự nghiệp với mình, thì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ thông cảm được về cái việc thời gian và những mối quan hệ của nhau. Nếu mà anh được nấu ăn á thì anh sẽ nấu những món như thế nào ạ? Anh sẽ nấu những món mà em thích trong ngày hôm đó. Em có thể yêu cầu anh là hôm nay mình ăn món gì. Anh có thể, dù anh không biết hoặc là chưa nấu bao giờ, anh cũng sẽ học. Có nghĩa là anh sẽ vì em. Yes, và làm mọi thứ. Wow, thích quá. Vậy mẫu người con trai của em. Mẫu người con trai của em thì em không có một mẫu người lý tưởng nào. Em chỉ cảm thấy là ồ, mình cảm thấy mình rất là thoải mái bên cạnh người này. Mình cảm thấy là mình vui vẻ bên cạnh người này, và thế là em thích thôi. Một nhưng người mang lại được cái cảm giác. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra là trái tim của em á đang bị đóng băng nhẹ. Cho nên là em cũng là muốn có người kiểu phá băng đúng rồi đó, phá băng. Cho nên là vậy đó ạ. Ok, anh sẽ sẵn sàng phá hết mọi cái game mà em giao ra. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành ít phút cho Nhất Khanh như là mẹ của mình thảo luận xem qua 3 phút trò chuyện ngắn ngủi thì chàng trai nào sẽ là chàng trai phải nói lời chào tạm biệt đầu tiên. Và thưa quý vị, trải qua một khoảng thời gian mà Emma, Nhất Khanh cũng như là mẹ của mình đã trao đổi, bàn bạc rất kỹ lưỡng để đưa đến quyết định cuối cùng, đó chính là loại một chàng trai đầu tiên tại vòng 1, vòng tâm giao. Xin mời Nhất Khanh ạ. Tiên là về bản thân của em thì em rất là thích những người con trai tự lập sớm. Cho nên là anh Hiển, anh ạ. Còn người thứ hai thì cái cách khi mà nói chuyện với cả bạn đó thì em cảm nhận như đây là một bạn kiểu rất là chân tình, và em rất là thích những người con trai thật thà, cho nên là xin chúc mừng Khải. Xin chúc mừng Khải. Em biết là làm trong nghề này nó rất là bận rộn. Em xin lỗi, em cũng phải nói ra là em một đứa hơi bị ích kỷ và trẻ con. Thì em nghĩ là nếu mà cùng làm với nhau như vậy thì sẽ không có được nhiều thời gian để mà chăm sóc cho em. Cho nên là xin lỗi Thịnh rất là nhiều. Vậy Quốc Thịnh là người sẽ phải chia tay chúng ta tại vòng 1 này. Xin mời Quốc Thịnh có thể nói chuyện với Emma trước khi chia tay chương trình. Đừng ghét em nha. Thật sự thì anh thấy tiếc hơn là ghét. Lý do của em nó cũng như những gì mà anh đã từng nghĩ. Đó là lý do khi mà anh vào cái nghề này á, cũng dần mất đi những cái mối quan hệ thân thiết với mình theo ngày tháng, chỉ còn gia đình thôi. Thời gian anh dành hết cho công việc, nên là không, thực ra là em không phải là em không hề thích anh. Em mong là bọn mình sẽ là kiểu bạn bè với nhau sau khi chương trình này, và sẽ có một cái sân khấu hát cùng với nhau. Anh mong là chúng ta có thể đứng chung một sân khấu nữa. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Quốc Thịnh rất là nhiều.